chào quý vị khán thính giả và các bạn đã đến với kênh truyền thông của chúng tôi. Thay mặt cho những người làm chương trình kính chúc quý vị mọi sự bình an, tràn đầy niềm vui và nhiều thành công. Quý vị thân mến, bản tin hôm nay xoay quanh vụ việc nhóm 200 gián điệp tình báo Hoa Nam bị ngộ độc thực phẩm, đặc công của tướng Phan Văn Giang khoét vách chui vào đại sứ quán Trung Quốc tìm Ngô Xuân Lịch với diễn biến về cuộc càng quén giác điệp của tướng Phan Văn Giang Thưa quý vị, một tớp các binh chủng đặc công đã tiến hành vụ đột kích nhắm vào cổng phía Tây của Đại sứ quán Trung Quốc với phương châm. Bí mật bất ngờ, luồn sâu đánh chiếm và sự chỉ đạo từ tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhóm tác chiến binh đặc công đã phối hợp với tư lệnh thủ đô, đã mở màn trận càn quét thẳng vào khu vực nhà kho, phòng ngủ phía sau của Tòa Đại sứ quán Trung Quốc. Mục tiêu là phải bằng mọi cách lấy lại những tài liệu tuyệt mật mà Ngô Xuân Lịch có thể trao cho giặc. Được sự tin báo từ lực lượng quân báo, Tổng tham mưu trưởng đã đề nghị với Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang không đi theo các tiến trình ngoại giao thần túi ưu tiên giành lợi thế nhờ việc hoài tòa đại sứ này lọt thẩm giữa thủ đô nước ta và nếu cuộc tấn công đạt kết quả là bắt được ngô xuân lịch hoặc thu hồi được tài liệu mật thì dù bị áp lực ngoại giao cũng chấp nhận với ý chí sắc đó vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng lực lượng binh chủng đặc công đã tiến hành thẳng tiến vào bên trong tòa đại sứ theo một lối đã được bài kế tính mưu trước với khả năng ẩn hiện như xuất quỷ nhập thần. Cuộc tấn công này được các bên trong cuộc giấu kín cách đặc biệt. Trong khi đó, do sự chủ động, nhanh nhạy của lính biên phòng và quân khu 1, vụ bất giữ án gián điệp Trung Quốc trong ngôi chùa ở Quảng Ninh đến nay vẫn còn gây bất ngờ cho Trung Quốc. Giờ đây, số phận của 200 gián điệp của tình báo Hoa Nam đang như ngọn đèn treo trước gió. Mới đây, cán bộ trại giam quân đội, người phụ trách khu biệt giam đà cho biết hàng chục người đã mắc phải tình trạng nô mựa người đờ người đờ đẫn không sức sống môi miệng giật nhạt tình trạng này xảy ra sau khi những người này trải qua cuộc hội cung trở về chỉ huy lực lượng phản gián của quân đội ta đã đích thân cùng với kẻ được cho là đầm đầu nhóm 200 tên gián điệp tên tình báo cao cấp chiến lược khoác áo sư trụ trì bị thẩm vấn tới gần 12 giờ đêm và bị dẫn dậy đi làm việc từ lúc 5 giờ sáng hẹn các bộ phụ trách đội biệt giam chứ nói rõ về nguyên dân vì sao những kẻ này lại bị bệnh lạ xảy ra. Mỗi nghi vấn đầu tiên là ngộ độc thực phẩm, nhưng lá là ngộ độc thực phẩm là khách quan. Còn thực tế là đã xảy ra điều gì thì có trời mới biết đến. Ngay cả Trần Bắc Hà, đại gia ngân hàng từng khuynh đạo cả chính trường, người được cho là bố già trong giới tài chính và là đàn em của Ba Dũng, tức cụ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Để mà khi đưa vào trại giam quân đội thì chỉ có một thời gian ngắn sau đó đã phải chết bất đắc kỳ tử. Cho đến nay gia đình của ông Trần Bắc Hà, người tiền nhiều không thể đếm dậy mà lại đi ra một cách hết sức ngớ ngẩn. Minh chứng vậy để thấy rằng nếu bọn gián điệp không biết hợp tác và còn ngoan cố thì ngay cả tính mạng mình cũng ngoài vòng kiểm soát. Một trong những nghiệp vụ thường xuyên nhất của cán bộ điều tra đó chính là đánh cho con dao giấu, không còn dám thừa nhận mình là con gấu. Nói gì phải làm theo điều này đối với tội phạm hình sự thông thường đã là một điều hết sức phổ biến. Do vậy, đối với bọn phản quốc gián điệp và bọn tình báo chẳng có lý do gì mà bọn chúng phải trả giá đắt, nhất là khi tổ quốc cần những thông tin tự vệ bảo vệ chính mình. Tưởng cũng nên tiết lộ cho quý vị biết cuộc đầu kích vào đại sứ quán có khi là tông xe. Có khi là khoan tường này nọ, cộng với việc 200 tình báo Hoa Nam bị ngộ độc thức ăn cũng không phải là một điều gì đó mới mẻ. Thêm một nguồn tin khó kiểm chứng cho biết, một cuộc họp tối mặt được Bộ Chỉ huy Tư lệnh Quân khu 1, Lữ đoàn Binh chủng Thủy quân Lục chiến và lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của quân đội. Trong cuộc họp đã đề ra nhiều chương trình mạnh tay chống lại Trung Quốc, được sự chỉ đạo trực tiếp của tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta và tướng Tổng tham mưu trưởng quân đội Nguyễn Tân Cương. Cuộc họp này cũng bao gồm sự hiện diện của những tướng lĩnh cộm cán, tướng binh tư lệnh Bộ Tư lệnh Đặc Công, tướng Lê Thanh Hà, chính ủy bộ tư lệnh đặc công tướng nguyễn hồng thái tư lệnh bộ tư lệnh thủ đô hà nội tự nguyện trọng chiến chính ủy bộ tư lệnh thủ đô hà nội một thời vang bóng tại cuộc họp đó chúng ta dễ thấy việc bật tình báo bị ngộ độc và được bật đèn xanh dễ gì có cơm rau lạ ngộ độc nhưng khi bọn chúng như vậy thì may ra mới khai ra những điều tốt cho tổ quốc phòng an ninh của chúng ta. Như chúng tôi đã thông tin cho quý vị biết rõ ràng, ông Ngô Xuân Lịch đã âm thầm mở kênh liên lạc với ông Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Sau khi ông Ngụy Phương Hòa có cuộc gặp với tướng Phan Văn Giang, thì đã tiếp xúc với ông cả hai bên cùng thực hiện âm mưu thâm độc. Ông Ngô Xuân Lịch đã có thỏa thuận với tướng Ngụy. Nội dung cuộc trao đổi hiện vẫn chưa được giải mã. Quay trở lại với tình hình hiện tại, Đại sứ quán Trung Quốc đang vô cùng lo sợ. Một cuộc đột kích đến từ Tổng cục 2 sẽ rất khó chống đỡ. Một bên tùy viên chính trị và quốc phòng của Đại sứ quán Trung Quốc trong đã cuộc điều đình với Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến sinh năm 1961, là một tướng lệnh cấp cao trong quân đội nhân dân Việt Nam. Hàm thượng tướng, ông hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, phụ trách công tác đối ngoại biên giới trong đảng Cộng sản Việt Nam. Ông là Ủy viên Trung ương đảng khóa 13, Ủy viên quân ủy Trung ương. Tướng Hoàng Xương Chiến được lệnh trực tiếp từ Bộ trưởng phối hợp với Tư lệnh Quân khu 1 và Quân khu thủ đô phải tìm cho bằng được ông Ngô Xuân Lịch. Vụ tông xe vào tòa đại sứ vẫn đang là một câu hỏi nhức nhối cho phía Trung Quốc. Cộng với đó, văn phòng của tòa đại sứ đã được nâng lên mức cảnh báo. Do vậy, đề nghị ép cung đội nhóm gián điệp vì bọn điệp viên này rất lì đòn. Chỉ còn cách khi cho chúng ăn thì bỏ thêm vài độc tố để chúng sống không được mà chết cũng không xong. Cộng với đó, kế khoét tường đột nhập vào đại sứ quán được lên nồng khi thực hiện từng bước tiến hành ra sao thì vẫn chưa được công bố trở lại với việc tướng ngô xuân lịch tẩu tán tài sản và đặc biệt là trò trẻ những tài liệu về an ninh quốc gia và an toàn lãnh thổ thực sự là một nỗi đau quá lớn của dân tộc chúng ta Việc phong tỏa tài sản và bắt giữ cha quyến còn sưng chật là không đủ, vì như thế vẫn chưa đảm bảo bằng những tài liệu tuyệt mật về an ninh quốc gia lại không rơi vào tay giặc. Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam đã có báo cáo gợi tướng Phan Văn Giang. Ông lo sợ rằng biên giới trên bộ chính là lối thoát chạy của tướng Ngô Xuân Lịch. Việc xuất hiện gần 600 lính đặc công Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn là rất đáng quan ngại. Thành bại của cuộc công này phụ thuộc vào nhiều kế sách của tướng tổng tham mưu trưởng lúc này ông này lúc trước được tướng ngô xuân lịch ưu ái ông là người hết sức chịu khó tham vọng thì cao nhưng không tính khí thì lạnh lùng ông đã đối xử không khéo với cấp dưới và mới đây thì dưới sự đề bạc của tướng Phan Văn Giang, thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, làm cánh tay phải đắc lực cho tướng Giang thực hiện màn thanh trừng tàn dư của tướng địch và khởi động cuộc chiến chống lại bọn tình báo Hoa Nam là một trong những cách để làm điều đó. Nhìn lại quá trình thăng tiến của thượng tướng Nguyễn Tân Cương dưới đây bạn nghĩ gì? Ngày 14 tháng 11 năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Phó Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, theo quyết định T1966 trên quyết định thay thế Thủ tướng, Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tham mưu trưởng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam ngày 7 tháng 1 năm 2020, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ. Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quyết định và chúc mừng Trung tướng Nguyễn Tân Cương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, sáng ngày 22 tháng 1 năm 2021, tại phủ Chủ tịch Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với hai đồng chí, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là đồng chí Nguyễn Tân Cương và đồng chí Võ Minh Lương, Ngày 10 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ năm 2021 đến 2026. Ngày 31 tháng 5 năm 2021, ông được Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc ký kết quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sáng ngày 3 tháng 6 năm 2021, tại phủ Chủ tịch đồng chí Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã quyết định trao bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho Thượng tướng Nguyễn Tấn Cương. Vâng, muốn nhấn mạnh đến thông tin dưới đây nhất là ông được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng quân đội dân dân Việt Nam. Đây sẽ là tiền đề của ông này, giúp tướng Phan Văn Giang loại bỏ hết các bọn láo tuét, tấn, nhưng lại là lãnh đạo là bọn tá bước tá bước cầu vinh không chỉ nhắm vào ông lịch mà những kẻ có liên quan như nữ thư ký cũng bị ra tay vào còng số 8 tiến hành vụ bắt giữ được tòa án quân sự thủ đô ký đóng dấu bảo chí vẫn không tiết lộ thông tin gì những vụ được bộ quốc phòng thủ lý thường cực kỳ nhạy cảm và liên quan đến an ninh quốc phòng chiến lược. ngay cả vụ bắt giữ ông trương đình huệ cũng đã diễn ra trong âm thầm nhưng vì nhân vật này quá nổi báo chí mới gửi để đưa tin và đưa tin một cách hết sức dày dọc về vụ bắt giữ đối với nữ thư ký của ông bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch. đây là một dấu hiệu điều điều thang trong bọn gián điệp mà bộ quốc phòng đang đối mặt. một con tin chưa chính thức cho biết nữ thư ký của ông Lịch năm nay 25 tuổi, nhưng đã mang hàm đại tá quân đội. Một thân tế đặc biệt và làm bên ngạch chính quyền cũng đã từng có thời gian người ta đồn rằng tướng Lịch có quan hệ ngoài giá thú với cấp dưới nhưng vô bằng vô chứng. Sau đó, tất cả các nhà báo, tờ báo tuổi trẻ vì rỉ thông tin này bị mất việc và hiện chưa rò tung tích. Theo điều tra từ tình báo quân đội Tổng cục 2, thì vụ bắt giữ sư trụ trì ở Quảng Ninh với mạng lưới tóm gọn 200 tên gián điệp đang được điều tra cho ra nhiều manh mối quan trọng. Nữ thư ký này là một phần mắt xích đó. Cô ta là người đã giao tiếp chiếc laptop cho sư trụ trì cất giữ và tiến hành chuyển sang Trung Quốc nhưng bất thành. Lực lượng đặc nhiệm mật mã Bộ Quốc phòng đang sử dụng những thuật toán tinh vi nhất để mở từng tầng mật mã của chiếc laptop này. Vậy, đây được cho là nơi lưu giữ những tài liệu vô cùng nhạy cảm của an ninh quốc gia. Việc Bộ Quốc phòng phải còng tay một người phụ nữ và lại là một nữ thư ký của ông Bộ trưởng Quốc phòng cho thấy đây là một nhân tố vô cùng quan trọng kỳ vọng của tướng Phan Văn Giang là nhờ cô thư ký này mà có thể có tài liệu để giúp quá trình giải mã diễn ra nhanh chóng và hơn nữa có thể khai thác thêm nhiều thông tin quý giá. Trong vai trò bộ trưởng, chắc có nhiều thư ký nhiều bản khác nhau và nữ thư ký 25 tuổi này được những người trong cơ quan cho rằng là ở chỗ giải tỏa sinh lý của ông. Cụ bộ trưởng tuy đà lớn tuổi nhưng vì được chăm sóc bởi đủ thứ thuốc quý giá nhất nên sinh lực dồi dào mà bà vợ hàng chục năm chăn gói thì không lại không mặn mà gì nữa nữ thư ký này thông thạo tiếng anh tiếng trung và được cho là rất giỏi nghiệp vụ tiếng trung của cô ta đặt giọng chuẩn cũng là một điều hết sức bất ngờ quay trở lại với bí mật phát hiện từ chiếc laptop lực lượng đặc nhiệm bộ quốc phòng đánh giá rằng nếu nó bị rơi vào tay giặc thì sẽ là một ác mộng cho quân đội của ta rất có thể những bản đồ hệ thống bố trí phòng không và các bí mật biên giới hải đảo của chúng ta sẽ biết trung quốc nắm rõ và nếu xảy ra thì coi như đã bị bóp chết thân mến Tin cấp báo chiến sự căn cứ 006 của Việt Trung đã khai màu, báo động toàn dân Việt Nam ta. Thưa quý vị, người dân ở khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua đã độ sâu lao đến thôn Đào Xá, cách thành phố Cao Bằng khoảng 2 km, để xem những kẻ tội phạm đã nạ súng B-40, rình ám sát tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tuy nhiên, họ không thể đến được nơi hiện trường, bởi quân đội và công an đã đứng chật ở khu vực, không cho ai vào khu vực nguy hiểm trên. Từ ngoài đường quốc lộ 1, người ta còn nghe thấy nhiều tiếng súng nổ liên hoàn từ trong làng đào xáo vọng ra. Khoảng 2 giờ 30 phút, tiếng súng tắt liệm, mọi thứ đã trở lại bình thường. Người dân đào xá cũng được trở về nhà của mình. Hàng đoàn xe công an và quân đội cũng rút dần khỏi hiện trường. Hai kẻ tội phạm này đã được đưa lên xe bịch kính chờ thẳng về Hà nội một người lính quân đội hà nội ở đây giải thích rằng những kẻ này đã gây thảm án ở khu vực đông anh hà nội nên chúng được đưa về hà nội để lấy lời khai điều tra vụ án căn nhà mà nơi hai tội phạm lao vào cứu thụ và được phong tỏa để công an thu thập những bằng chứng vật chứng hiện trường. Người dân ở đây quan tâm nhiều hơn đến gia đình là hai kẻ tội phạm này lao vào cứu thụ. Rất may mắn là chủ nhân gia đình không ai có ở nhà, như người khác bị thương nhưng toàn là công an giao thông tham gia vây bắt chúng trên đoạn đường chúng chạy từ Hà Nội lên Cao Bằng, Lạng Sơn. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin vào bản tin trước, ngay sau khi biết tin tướng Chu Chu Tuấn bị công an siết chặt trên quả đồi 1006, hơn nữa viên tướng này còn được tướng Bùi Câu Khánh của Việt Nam cứu sống, nên Tập Cận Bình đã nội đoá. Điều tại hơn nữa đã xảy ra khi cả vợ và con trai của viên tướng này đã trốn thoát sang Việt Nam, mang theo cả chiếc máy tính sách tay chứa tài liệu mật ở trong đó. Tập Cân Bình đã gây lập tức điều động quân mạ tấn công sang bên đất Việt Nam, không xóa sổ giai đoạn này để tiêu diệt nhân chứng, vật chứng. Thế nhưng, những kế hoạch của tập cận bình đã bị vỡ bởi tướng bùi cô khánh đọc được suy đoán của ông ta cuộc tấn công bất ngờ vào đêm qua của ba người lính trung quốc đã bị thất bại khi bọn chúng lọt vào vòng phục kích của quân đội việt nam vào sáng ngày hôm nay phía truyền thông của trung quốc đã đánh lạc hướng dư luận khi loan tin rằng bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam phan văn giang đã bị trung quốc truy bắt vì có âm mưu phá hoại nền văn quốc gia theo các hãng tin này đưa tin, ông Phan Văn Giang đã xâm nhập vào Trung Quốc qua lối mòn tác chiến đến làng Chan Siêu và đột nhập vào nhà của tướng Chu Chu Tuấn. Cùng với ông Phan Văn Giang, còn có 10 người lính quân báo của Việt Nam. Những người Việt Nam này đã lao vào nhà bắt vợ con của ông Chu Châu Tuấn sang đất Việt Nam và đặc biệt là lấy đi chiếc máy laptop có chứa bí mật quân sự của tướng Chu Châu Tuấn. Sau khi bị phát hiện, ông Phan Phan Giang và đồng bọn đã chạy về bên kia biên giới, đây là toàn bộ những bị đặt vu cáo trắng trợn của chính quyền Trung Quốc đối với phía Việt Nam. Ai cũng hiểu rằng muốn lấy tài liệu thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đâu phải vượt biên sang tận Trung Quốc, chỉ cần những người lính đó đi là đủ. Tuy nhiên, một số người dân Trung Quốc vẫn tin vào những điều này bởi họ thấy gia đình Chu Châu Tuấn đã khóa cửa không một ai ở nhà. Được biết vào ngày hôm qua, ngay sau khi biết tướng Phan Văn Giang đáp máy bay trực thăng lên Hà Nội Giang để đón gia đình tướng Chu Châu Tuấn về Hà Nội, Tập Cận Bình đã hành lệnh cho pháo binh Trung Quốc bắn liên tiếp hàng trăm quả đạn pháo sang đồi 1006. Đạn pháo Trung Quốc đã cày nát một ngọn đồi này, đã làm nổ tung hai chiếc máy bay trực thăng, khiến tướng Phan Văn Giang phải nằm lại biên giới. Ngay sáng ngày hôm nay, một chiếc trực thăng quân sự đã bay đến đồi 988 gần tiểu đoàn công binh 155. Tướng Phan Văn Giang và gia đình tướng Chu Châu Tuấn ngay lập tức được đưa lên máy bay, bay về sân bay nội bài. Được biết tướng Trung Quốc Chu Châu Tuấn cách đây 4 ngày đã bị thương ở ngực, ông vẫn chưa thể đứng dậy đi lại được nên phải nằm trên cán cán đưa lên máy bay. Đúng 8 giờ sáng nay, chiếc máy bay trực thăng này đã về tới sân bay nội bài. Tới đây, một đoàn xe gồm 8 chiếc đã ra sân bay đón tướng Phan Văn Giang và gia đình nhà tướng Châu Châu Tuấn. Khi đoàn xe chở tướng Phan Văn Giang đi tới Hội Đông Anh, bất ngờ từ một góc phố gần đó lóe lên hai ngọn lửa, kèm theo đó là hai tiếng nổ vang trời. Hai chiếc xe thứ nhất và thứ ba bị lật tung, bắn xa cả trăm mét, từ góc độ hai sát thủ đã nã hai quả B-40, xong vội nhảy lên một chiếc xe phân khối lớn chạy như điên như đảo, lao về tuyến đường đi thành phố Bắc Ninh. Lực lượng cảnh sát giao thông ở đó ngay lập tức đuổi theo chiếc xe thứ phân khối lớn này. Tại hiện trường, ba chiếc xe trong đoàn chợ tướng Phan Văn Giang đã được những người lính cận vệ lật trở lại. Xe cứu thương cũng được đưa tới nơi. Người dân ở đây thấy tất cả sáu người trong hai chiếc đó được đưa ra xe cứu thương, tuy nhiên không ai biết những người đó là ai trong đoàn người, theo một nguồn tin mới nhất từ quân đội Việt Nam, chiếc xe đi đầu gồm một lái xe và hai người lính bảo vệ, chiếc xe thứ hai chở vợ và con của Chu Châu Tuấn và một lái xe, tổng cộng có tất cả sáu người bị trọng thương. Trong khi đó, mục tiêu của hai kẻ này là bắn vào xe chợ tướng Phan Văn Giang và tướng Chu Châu Tuấn, nhưng lúc nhưng chúng không biết được hai vị tướng này ngồi xe nào trong số 8 chiếc xe trong đó. Được biết Đoàn xe con này đều là những chiếc xe có kính chống đạn, cả hai sát thủ nấp vào một góc phố bắn đạn B40, cử ly cách xa khoảng tầm 400m, bởi vậy mà cả hai viên đạn này đều không đi đúng trúng đích, nó chỉ bắn trúng gồm xe khiến xe bị lật tung lăn mấy vòng. Cũng theo nguồn tin này, cả sáu người bị trọng thương nhưng không ai nguy hiểm về tính mạng. Kính thưa quý khán thính giả, dạ, trong khi tại hiện trường công an đang lật xe, đưa những người bị nạn đi cấp cứu thì hai kẻ sát nhân cưỡi trên chiếc xe 250 phân khối lao về thành phố Hải Phòng đã bị bắt giữ, nhưng lại chưa tới được Hải Phòng thì đã bị bắt ngay lập tức trên đoạn đường 35 km từ Đông Anh đến Bắc Ninh. Công an Bắc Ninh đã lập lên 4 chặn để chặn chiếc xe máy này đã bắt được. Tuy nhiên, hai kẻ sát nhân này đã vào thế đường cùng nên chúng hung hăng vô cùng. Tên lái xe cho xe chạy với tốc độ bàn thờ, lao qua tất cả các trạm gác. Tên ngồi phía sau cầm súng AK nã liên tục nóc liên thanh vào các chốt chặn, khiến nhiều chiến sĩ của ta bị thương. Khi đến khu vực chợ chờ, gặp một chốt chặn có 10 chiến sĩ công an lập nên, tên ngồi phía sau tung một quả lựu đạn, khiến các chiến sĩ của ta phải nằm rạp xuống mặt đường quốc lộ để tránh mảnh đạn, tên lái xe vẫn không giảm tốc độ. Đến khu vực Đào Xá, huyện Phong Khê, hai kẻ này phải đối mặt với một chốt chặn khá vững chắc. Công an Bắc Ninh đã đưa 6 chiếc xe tải ra chắn hết các đường cao tốc, khiến hai tên tội phạm phải quay ngoắt lại. Sau đó, chúng chạy xe theo lối mòn nhỏ chạy vào thôn Đào Xá, lực lượng quân dân tự vệ ở thôn này lúc trước đã được nhận tin báo có hai kẻ khủng bố đang chạy về phía Bắc Ninh nên đã họ tập trung hỗ trợ cùng với công an truy bắt tội phạm. Tuy nhiên nhóm người này không phải là đối thủ của hai tên tội phạm. Từ khoảng cách 20m trước khi đối mặt nhau, tên tội phạm ngồi phía sau xe máy đã đưa tiểu Liên liên kết máy vết đạn và những người dân quân họ vội nằm rạp xuống đất để tránh đạn. Đó cũng là thời cơ để cho hai tên tội phạm chạy vào con đường bằng xi măng, có địa thế như bàn cờ, đúng là lưới trời lồng lộng, ti thưa mà khó thoát. Hai tên tội phạm đến hai thôn làng này, được biết rằng hai thôn làng lộ xá được xây dựng lên từ thọ xa xưa như một bàn cờ ngang nhọc, nếu là người lạ ở nơi khác vào đây sẽ như một mê cung và không tìm được lối ra bởi các ngõ ngách ăn thông nhau, chẳng muốn biết ra bằng ngoài bằng lối nào. Hai tên tội phạm này chạy một hồi lâu trong làng rồi đâm ra con đường chỗ người dân đang canh gác. Lần này những người dân quân đã có kinh nghiệm hơn khi thấy chiếc xe phân khối từ trong làng chạy ngược trở nên lại. Họ đã liên tục bắn về chiếc xe này khiến tên lái xe phải quay ngược trở lại. Lúc này xung quanh làng đào xá, lực lượng công an và quân đội Ngày đặt bao vây, nghe nói cả bốn đơn vị bộ binh trong thành Bắc Ninh và trường sĩ quan chính trị đã tham gia bao vây. Hai tên tội phạm quá bí vách, hai tên tội phạm này xông đại vào một ngôi nhà. Ngôi nhà này của vợ chồng trẻ Nguyễn Văn Công đã đi bệnh viện khám bệnh từ sáng nên không có ai ở nhà. Cổng ngoài của ngôi nhà này đã được khóa nhưng hai kẻ này đã nhảy qua bờ tường rào vào bên trong. Trong khi đó, tiếng súng của quân đội ta bắt đầu nổ dòn dã từ ngoài đầu ngõ. Hai tên tội phạm không còn cách nào khác là đập tung cửa khóa để lao vào nhà để cố thủ. Căn nhà của vợ chồng anh Công chỉ rộng có 30m2 nhưng lại có hai tầng. Một điều thuận lợi là thôn này Nhà cửa san sát nhau, bởi vậy quân đội và công an nhảy từ những ngôi nhà bên cạnh sang nhà của anh công để phục kích, những quân lính bắn tỉa cũng được điều động đến đây. Vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua, lực lượng công an và công an Bắc Ninh đã bắt lại và yêu cầu hai tên tội phạm này ra hàng, nhưng chúng vẫn cố thủ trong nhà, tất cả những cửa sổ trong nhà đều bị chúng đập phá để lấy điểm ngắm bắn trước sự ngoan cố của bọn chúng thì cấp trên đã ra lệnh tiêu diệt hai kẻ tội phạm này tránh những trường hợp thương vong đáng tiếc xảy ra trong khi đó tất cả những người dân bên cạnh nhà anh công được lệnh sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm kể trên ngay sau đó, lực lượng đặc nhiệm của tỉnh Bắc Ninh được lệnh tấn công. Những người lính này được mặc áo giáp chống đạn. Họ tiếp cận ngôi nhà và bắn hàng chục quả đạn khói cây vào trong nhà. 15 phút sau đó, hai kẻ tội phạm ho sặc sụa lao ra khỏi nhà. Chúng lao ra ngoài sân trước, nhưng cả hai tên vẫn ôm mỗi tên một khẩu tiểu liên bắn loạn xạ. Dù không phát hiện được mục tiêu, lệnh của cấp trên là bắn vào tay để bọn chúng phải buông vũ khí. Ngay lập tức, các xạ thủ từ trên các mái nhà bên cạnh bắn vào tay bọn chúng để chắc ăn những người lính của chúng ta còn bắn vào mồi phát vào chân để cho chúng khỏi chạy cả hai tên bị trúng trúng tay trúng chân súng bị văng ra trước nhưng chúng vẫn ngoan cố bò người ra để với lấy súng liên tiếp nhiều tiếng súng nổ vang lên hai kẻ tội phạm nằm dưới đất vẫn luôn mồm ho tét bằng tiếng trung quốc là Ít người am hiểu chúng nói gì, theo nguồn tin mới nhất, hai kẻ tội phạm này là tình báo Hoa Nam Trung Quốc mang hoại độc vào Việt Nam. Chúng được mệnh lệnh là bắn vào đoàn xe chở tướng Phan Văn Giang và tướng Chu Châu Tuấn của Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng không biết chính xác xe nào chở những vị tướng kia, nên bắn vào xe đi đầu và xe thứ ba. Nguồn tin này cũng cho biết, hai tên này đã được tiêm thuốc kích thích nên không sợ chết và chiến đấu đến cùng. Chỉ khi nào thuốc trong người hết tác dụng, chúng mới trở lại bình thường. Từ khi ban tứ trụ bổ nhiệm tướng Phan Văn Giang chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay thế cho người tiền nhiệm là Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Việc này đến nay vẫn âm ỉ làm phật ý các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh. Người đứng đầu là Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã kịch liền phản đối Việt Nam, tiếp nhận 17 tàu khu trục hạm và 9 tàu ngầm hạt nhân được mệnh danh là Ngày Tận Thế. Những loại vũ khí hiện đại nhất đang được trang bị trên các tàu này đủ sức hủy diệt các căn cứ bí mật của Trung Quốc đại lục. Ông Tập đã ra lệnh và thông qua các kênh ngoại giao để phản đối Việt Nam. Vẫn chưa yên tâm ông còn trực tiếp điện vào đường dây nóng đòi gặp bằng được ban tứ trụ để phản đối nhưng vì sợ hờn hẫn của nhóm tứ trụ mới đối với ông, họ tập cảm thấy rõ sự không hợp tác và nghe theo bộ tứ trước đây, khiến ông đòi tứ trụ sắp xếp thời gian tiếp ông tại Hà Nội vào cuối tháng này. Xét thấy, nếu để ông tập sang Việt Nam vào thời điểm này là không phù hợp, vì ban tứ trụ mới hiểu rõ mục đích của ông tập muốn có một người có xu hướng thân Trung Quốc làm bộ trưởng bộ quốc phòng, thay vì bổ nhiệm tướng Phan Văn Giang lên thay thế ông Lịch. Nguyên nhân tại sao Trung Quốc lại chấp nhận chấp nhận mất mặt với sự đề nghị vô lý có phần khẳng khái. Khi xâm nhập vào các công việc nội bộ của Việt Nam, việc này đã được truyền thông báo chí liên tục nhắc đến. Tại Tòa đàm phán khoa học và vùng biển bài tư chính và luật pháp phước tế, ông Lê Mã Lương đã nêu ý kiến giữa buổi hợp thảo này có tác các thành viên của Bộ Ngoại giao, Ban đối ngoại, Trung ương, Ban Trung ương muốn hỏi các anh có muốn kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không? Đây là câu chuyện của toàn dân Việt Nam. Nếu giữ được bãi tư chính, sẽ giữ được các bãi đá khác của Việt Nam. Người tiền nhiệm sau đó là tướng Ngô Xuân Lịch không biết đọc bản đồ, không đưa ra thuộc địa thì tướng Ngô Xuân Lịch chỉ có mỗi một mặt mạnh nhất, đó là rất nhiều tiền, nhiều khu đất vàng trong thủ đô Hà Nội và cả vị trí vàng khác. Ban tư trụ lần này đã đồng thuận và hiểu rõ dụng ý của ông Tập khi đòi sang Việt Nam ngay. Vì thế, để né tránh những phiền phức không đáng có, vào thời điểm này nên ban tứ trụ đã đề nghị tiếp họ tập vào một thời gian thích hợp với lời dư chính đáng và hiện tại Việt Nam đang phải phong tỏa và tập trung chỉ đạo phòng chống dịch, rất nguy hiểm cho Chủ tịch Tập Cận Bình nếu sang Việt Nam vào thời điểm này. Nghe thấy vậy, Chủ tịch Tập Cận Bình muốn lấy lòng tứ trụ bằng cách tuyên bố hùng hồn, tôi sẽ cấp viện trợ cho Việt Nam 500.000 liều vaccine Zinavac, Chủ tịch Tập đã giữ lời hứa khi Việt Nam công bố Việt Nam Airlines sẽ bố trí riêng một chiếc Boeing 787, một trong những máy bay lớn và hiện đại nhất của hãng để chở lô vaccine. Chuyến bay còn chở theo hơn 2 tấn vật tư tiêm chủng. Mặc dù chuyến bay chỉ chở hàng không có hành khách, nhưng toàn bộ phi hành đoàn sang Trung Quốc đều được trang bị hảo bổ hộ y tế toàn thân trong suốt quá trình hành trình. Sau khi về Việt Nam, tối bay được kiểm tra sức khỏe, cách ly theo quy định và máy bay được phun khử khuẩn. Lô vaccine sẽ là nguồn lực quý giá, đóng góp giúp Việt Nam đẩy lùi đại dịch. Việc Việt Nam Airlines đã bố trí đội ngũ dày dặn kinh nghiệm xử lý hàng hóa y tế tiếp nhận lô hàng này ở sân bay. Tương tự như các lô vaccine trước đây, toàn bộ vaccine được lưu trữ trong thùng container lạnh chuyên dụng, được nhân viên hàng hóa giám sát nhiệt độ thường xuyên. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. <laughs>